Trong tuần trước, bốn khách mời Will, Châu Đăng Khoa, Cường Seven cũng như Thanh Duy đã có những người bạn mới rất phù hợp với tính cách của mình. Bằng chứng là buổi đi chơi của họ diễn ra cực vui. Dành tất cả đam mê cho những điệu nhảy thì cuộc hẹn của Cường Seven và Trúc Linh không gì hợp bằng một buổi tập luyện cùng nhau. Đây không chỉ là đôi bạn ngoài đời thực, mà sẽ là một đôi bạn rất hợp nhau trong công việc cho bạn xem. Đây là đôi bạn cùng dành đam mê cho hải sản. Will có lòng thì Yến Phương cũng có dạ. Nên một cuộc hẹn ngay tại nhà hàng của Will thì quá hợp lý rồi đúng không? Tặng Yến Phương món quà nhỏ này, mỗi lần Phương nhìn thì nhớ đến anh Will nhé. Và cuối cùng là anh chàng Châu Đăng Khoa. Thành Trọng đã có một buổi ghé thăm shop thời trang của anh Châu Đăng Khoa. Và con Di Tuyết Băng được anh tự tay lựa chọn một món quà dành tặng. Hy vọng Châu Đăng Khoa và Thành Trọng đã có những trải nghiệm thú vị cùng người bạn mới của mình nhé. Thanh Duy và Thúy An thì dành một ngày tại spa sông hơi Hàn Quốc. Vừa nghỉ ngơi thư giãn, vừa trò chuyện, ăn uống cùng anh Thanh Duy, nên xem Duy An vui chưa kìa. Một món quà rất dễ đoán từ Thanh Duy, đó chính là nước hoa. Hy vọng An sẽ thích món quà này. Các bạn đang đến với chương trình Hẹn Ngày Đi. Đến với Hẹn Ngày Đi, các bạn sẽ được thể hiện bản thân bằng tài năng và cá tính của mình. Nó cũng là chìa khóa để các bạn chinh phục được 4 vị khách mời đặc biệt của chúng tôi. Và phần thưởng đặc biệt dành cho 4 vị khách mời cũng như là các ứng viên có thể đi đến cuối chương trình, đó là một buổi trải nghiệm với các hoạt động khác nhau. Nhưng Vuka tin chắc là tất cả chúng ta ai cũng sẽ thích. Và nhìn qua dàn khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì Thăng Bình đoán chắc là chương trình của chúng ta có nhiều sự đặc biệt và thú vị nữa đúng không? Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy chào đón khách mời đầu tiên. Một ca sĩ, anh ấy là một người đàn anh của anh Bình và cả em nữa đúng không? Nhưng mà anh ấy không có tuổi. Vì anh là một người rất là mộc mạc, anh rất là nhẹ nhàng. Khi xuất hiện ở đám đông, anh là một người rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Đó là ca sĩ Vũ Ha. Không phải trời sinh ra anh có một điều may mắn, cho nên Vũ Hà mong được kết những người mà họ cái sự vươn lên, không sợ khó, làm được tất cả mọi việc. Thì Vũ Hà rất thích được kết bạn những người như thế. Trong cuộc đi chơi thì Vũ Hà sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà Vũ Hà đã từng trải qua trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật cũng như ở ngoài đời. Vũ Hà nghĩ là trong chương trình này thì các thí sinh sẽ là người nhỏ tuổi hơn, và họ rất muốn được nghe những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và đầy đủ các thứ, cả tình yêu đến công việc thì Vũ Hà sẽ chia sẻ. Thì Vũ Hà nghĩ đó là cái điều mà các bạn trẻ cần. Tiếp theo, vị khách mời của chúng ta là một cô gái, cô ấy là diễn viên, là đạo diễn. Xin chào đón Khả Như. Như không có tìm cho mình một cái chuẩn nào hết, nên khi mà Như nghe thấy hay là Như nhận xét thấy cái bạn đó phù hợp với mình đó, thì Như sẽ chọn cái bạn đó để làm bạn với mình. Đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn á, Như thấy nó rất là khiên cưỡng, là bởi vì thực ra mỗi lúc, mỗi thời điểm chúng ta sẽ cần những người bạn khác nhau. Chị ơi, em giới thiệu chị là đa năng chứ không phải là hoa hậu. Tại vì em bị thiếu cái sự chữ hoa hậu á, nên chị muốn giới thiệu lại một lần nữa là hoa hậu Khả Như. Xin chào mọi người nha. Tin hy vọng là mọi người thấy được cái sự thân thiện của mình, ủng hộ mình nha, đến với mình nha. Cảm ơn. Nhân vật tiếp theo, đây là một nhân vật mà Thăng Bình rất là thích bởi khả năng và cái sự duyên dáng của người này. Đoan Nguyễn rất dễ thương. Nhìn ở trên sân khấu thì Đoan rất là hoạt náo, Đoan rất là nhí nhảnh nhí nhảnh. Nhưng mà ở ngoài đời thì Đoan rất là trầm, rất là ít nói. Bởi vậy có nhiều bạn khi mà mới
mới lần đầu mà hẹn hò hay là gặp Don á thì hơi bị sốc. Tại sao hai ảnh hoàn toàn trái ngược nhau như vậy? Tại vì ở ngoài Don rất là buồn, cho nên Don rất cần một người để mà khuấy động không khí, để mà kéo Don lên, để mà vực Don dậy. Hy vọng rằng Don sẽ tìm được tri kỷ trong ngày hôm nay. Cái này là cái gì? Cái chào gì? Thể hiện cái sự dễ thương đó. Dễ thương, bởi vì anh dễ thương thì sẽ có nhiều người theo anh. Và khi anh đến với chương trình này, Như thì khóa hậu thân thiện. Dạ. Và anh là hoàng tử baby. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón vị khách mời tiếp theo để coi cô ấy có danh hiệu gì nha. Xin chào đón Hồ Bích Trâm. Đối với Trâm thì mỗi người sẽ có một cái tính cách khác nhau. Nhưng mà Trâm thì là một cô bé rất là cá tính, cực kỳ cá tính luôn và rất là thẳng tính nữa. Thì Trâm sẽ thích những cái người mà cởi mở, hòa đồng và có thể chia sẻ tất cả những cái câu chuyện về cuộc đời của mình nè, về cuộc sống, về công việc, về tình cảm, ví dụ như vậy. Trâm có coi qua chương trình rồi và Trâm thấy là nếu mà mình hiền lành quá cũng không được đâu. Nói chung là mình phải quyết liệt hơn và mình phải thủ đoạn, mình dùng chiêu thì mới có thể đưa các bạn về đội của mình được. Bây giờ Trâm sẽ dùng hết sức mình để mà lôi kéo các bạn về đội của mình thôi. Mọi người muốn biết danh hiệu của em không? Danh hiệu em là gì? Dạ, cô bé phát hờn. Mỗi lần em có giọng hát em lên, tất cả mọi người đều phát hờn với em. Và sau đây em xin gửi tặng mọi người một câu hát thôi. Không cần cần em làm ơi. Con gái chưa một lần yêu ai. À, và chương trình chúng tôi chưa tiếp tục bắt đầu ạ. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì không biết là bốn vị khách mời của chúng ta đã sẵn sàng để thưởng thức những tiết mục của các ứng viên ngày hôm nay chưa ạ? Sẵn sàng. Và nếu bốn vị khách mời đã sẵn sàng rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ít phút quảng cáo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn Ngày Đi. Chúng ta cùng đến với vòng đầu tiên. Trong vòng này, những khách mời sẽ cùng xoay lưng về phía sân khấu. Các ứng viên sẽ lần lượt bước ra, mỗi người sẽ có 45 giây để thuyết phục những khách mời xoay ghế lại chọn mình. Nếu có từ hai khách mời chọn một ứng viên, thì ứng viên sẽ là người quyết định chọn về đội của ai. Mỗi khách mời sẽ chọn về đội của mình 3 ứng viên. Trước khi đến với vòng 1 và chào đón bạn ứng viên đầu tiên để xem bạn ấy có tài năng gì và thể hiện những gì, thì xin mời 4 khách mời của chúng ta quay ghế lại. Thầm gọi tên anh trong đêm, chờ thấy nhung trong em, trong bóng đêm hiu quạnh. Chọn đi, mọi hôn nỗi nhớ. Chọn đi, cô Thà là chọn đi. Chọn yêu thương trong trái tim này, không khát bao ngày. Xin gắng trao người ân tình này mà lỡ. Chọn không? Dường như là nóng lên. Bây giờ thì em hãy giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Nguyễn Gia Kỳ. Em 22 tuổi, đến từ Đồng Nai và em đang là ca sĩ tự do ạ. Bốn người ngồi phía dưới này ai có một tài năng? Khả Như là một cô gái rất xinh đẹp và rất là duyên dáng. Don Nguyễn là một người hát nhép rất hay. Còn bé Bích Trâm đó là một cô gái còn trẻ người và hơi bị non dạ một chút. Thì ba người này cộng lại là ăn khỏi giới thiệu đó. Cho nên là mình ơi, sao mình xuất sắc dữ vậy nè. Thật ra khi mà Như đến với chương trình mà ngồi kế anh Vũ Hà như thế này thì Như yên tâm về cái thẩm mỹ của anh Vũ Hà. Hai đứa hay đùa với nhau là gọi nhau là mình là vợ với chồng, nên á thường thì chồng mà đồng ý thì vợ cũng đồng lòng. Em về chị hay về anh Hà đều được hết, đều được hết trơn. Vợ chồng chị đều quý em đó. Chị mới nói với em một điều thôi,
em về hai người kia á là chắc chắn em không thể nào mà tranh giành về cái giọng hát được. Giống nhưng mà về đội của chị là em hát hay hơn chị là cái chắc rồi đó. Bây giờ mình chưa ra một cái quyết định sáng giá. Em về đội của ai? Dạ em xin phép về đội của anh Vũ Hà. Đầu tiên thôi mà sân khấu của chúng ta đã nóng lên rồi. Sân khấu Hẹn Ngày Đi sẽ còn nóng hơn nữa với vũ điệu Pom Pom. Xin mời. Tên Phạm Đức Tuấn, em đang là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh năm cuối. Oh. Vậy đó anh đó. Bạn rất là hấp dẫn. Hấp dẫn hả? Rất là hấp dẫn luôn. Lúc mà đoạn cuối bạn làm vậy nè. Là hợp gu đúng không? Hợp gu đúng không? Rất là hợp gu. Đang thiếu một người bạn đi ăn uống đi xem phim cho nên mình có thể. Ủa mình là đi du lịch nước ngoài hả mình? Về Khả Như và anh Vũ Hà thì đi du lịch. Du lịch là đi về Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp. Đó, lại bé nói gì vậy? Đi Cần Giờ rồi đi chi xa vậy cưng? Quyết định của em là em sẽ đi đâu? Em chọn anh Vũ Hà. Sau đây một tiết mục, một câu chuyện mà Thăng Bình nghĩ là đây là một câu chuyện rất là xúc động và nó mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Xin chào, tôi tên là Tiến Đạt, hiện tôi đang làm nghề giáo viên. Khoảng 10 tháng trước thì tôi như là diễn viên trong một bộ phim, nó xảy ra thật ở trong cuộc đời của tôi. Khi tôi đang ngồi xem TV, tôi buồn nôn và ói rất là dữ dội. Sau đó ngực trái tôi đau liên tục. Thì tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Thì bác sĩ chẩn đoán là tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim. Lúc đó tôi chỉ có 28 tuổi mà thôi. Thì bác sĩ cho ký với gia đình là chỉ có 20% sống sót mà thôi. Ngay cái giờ phút sinh tử đó thì mình thấy là có nhiều điều mình chưa thể nào thực hiện được. Và cái ngày khai giảng năm học cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôi cần phải sống. Rất là đau đớn khi mà đặt stent. Sau đó vì biến chứng là bội nhiễm phổi cho nên là tôi phải đeo mask để thở oxy và tôi phải truyền kháng sinh liều cao liên tục. Sau đó tôi phải tập đi lại như là một đứa bé bởi vì đã nằm trên giường bệnh quá lâu. Cái ngày mà tôi xuất viện, tôi bước từng bước chân xuống từng bậc thang của bệnh viện. Tôi chỉ hít một hơi thật sâu thôi, nó cũng thật đã vì tôi đã sống. Cho nên tôi có lời khuyên cho mọi người là hãy chú ý đến từng biểu hiện của cơ thể mình, cho dù đó là nhỏ nhất. Hãy sống lạc quan, vui vẻ yêu đời. Hãy tận hưởng từng giây, từng phút chúng ta có trên cuộc đời này. Bởi vì nó chỉ có một mà thôi. You only live once. YOLO. Chào bạn. Dạ chào. Và khi nghe câu chuyện của bạn chia sẻ thì chắc hẳn tất cả chúng ta khi mà nghe xong thì ai cũng cảm thấy quý trọng cuộc sống của mình. Xin chào Tiến Đạt. Khi mà Như nghe lời chia sẻ của bạn, thật sự thì với Như á, Như nghĩ là ở một cái góc độ nào đó mình có một cái sự giống nhau, đó là có những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua và bây giờ chúng ta sẽ trân trọng từng phút sống bằng một cái nghị lực của mình, nghị lực thật sự. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bạn Tiến Đạt, thì không biết là bạn sẽ lựa chọn ai trong bốn khách mời này. Dạ, Đạt xin chọn về đội của Khả Như. Khả Như. Cảm ơn. Cảm ơn Đạt. Có trái tim mà
mọi người nhìn bạn này, mọi người có thấy giống một cô ca sĩ nào không? Rất là giống Phương Vi Idol. À, Phương Vi, Phương Mẹ, đúng rồi. Và bây giờ bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Đặng Quỳnh Nga. Hiện tại thì em đang là sinh viên. Và em cũng được một sự lựa chọn của cô diễn viên xinh đẹp Khải Như. Dạ, em cảm ơn chị Khải Như ạ. Chị nghĩ là không cần phải nói nhiều nữa với em đâu, tại vì ở đây chỉ có một sự lựa chọn thôi, mời em về với chị. Mời em. Cảm ơn em. Anh Bình Bình. Hả? Theo như anh thì người phụ nữ đẹp nhất khi nào? Người phụ nữ đẹp nhất hả? Sau khi tẩy trang. Sau khi tẩy trang. Đúng. Bây giờ anh hỏi là em nè, người đàn ông hấp dẫn nhất là khi nào? Là khi họ đi vào bếp, họ đeo một cái tập về, họ nấu một bữa ăn cho một người phụ nữ mình thương yêu. Đó là người đàn ông hấp dẫn nhất. Bây giờ anh đã giới thiệu với em một người đàn ông rất hấp dẫn của chúng tôi. Xin mời. Xin chào mọi người, mình tên tự giới thiệu, mình là Tấn Tài và mình cao 1m8, nặng 74. Và sở thích đặc biệt của mình là nấu ăn, để hướng dẫn cho các bạn một món ăn rất là phổ biến và được đại gia đình Việt yêu thích, đó là món sườn xào chua ngọt. Bước đầu tiên chúng ta chuẩn bị nguyên liệu, chúng ta sẽ chuẩn bị 700g sườn heo ngon. Tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm 2 củ hành khô, 1 ít hành lá nhỏ và 4 thìa giấm. Ai không ăn giấm được chúng ta sẽ thay thế bằng nước cốt chanh. Cầm giùm ơi, cầm giùm ơi. Ôi trời ơi, mệt quá, mệt quá, tiêu 1 ít muối, 1 ít hạt nêm. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất, đó là bước nước sốt. Chúng ta có thể băm nhỏ hành khô và 1 ít hành lá, và tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào cái tô và chúng ta khuấy tan đều, và chúng ta có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị của mình. Chúng ta sẽ bật chảo lên và chúng ta kèm theo là 1 ít dầu ăn. Sau khi dầu nóng, chúng ta có thể chiên sơ miếng sườn để cho nó có thể cháy sáng có màu vàng. Khi thành thơm lên, chúng ta bỏ nước sốt vô, đợi khi sườn chín và nước sốt thấm vào thịt, chúng ta có thể vớt ra bỏ vào dĩa và ăn uống cùng bạn bè và gia đình của mình. Đẹp trai quá, nghe nói đồ ăn xong thật sự là muốn ăn bạn, ối lộn ăn đồ ăn ngay luôn vậy đó. Đó, người ta cao ráo đẹp trai đang lên dõng dạc đang nói, Khải Như lên lên phát là kiểu người ta bị rung lắp bắp luôn, lắp bắp luôn, sợ luôn. Không phải, tại nãy Như bị rớt cái đó trên đó chứ không phải là Như cố ý. Để cho bạn giới thiệu về bản thân mình nè. Có hồi hộp không? Nắm tay chị đi cho đỡ hồi hộp. Em tên là Tấn Tài, hôm nay em 20 tuổi. 20 tuổi hả? 23 tuổi. Em ơi, cho anh hỏi một câu luôn là em có phải là đầu bếp không? Dạ, em không phải là bếp nhưng em có đam mê về nấu ăn. Tài ơi, Don nói cho Tài nghe. Anh Don ơi, mình kêu anh em được á. Kêu anh em được. Tại mình lớn hơn người ta cũng nhiều tuổi mà. Anh Don nay cũng 40 rồi phải không? Phải nha. Nói chung đó là anh bấm sau hộp bếp trăm có một giây thôi. Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì anh biết những người nào có đam mê nấu ăn á, thường thường á rất là ghét phải rửa chén, rửa bát, dọn dẹp này nọ. Anh tình nguyện làm người đó cho em. Em không cần rửa. Hồi nãy giờ tất cả mọi người ở đây không ai tập trung vào cái món ăn của anh em của em á. Chị nói em nghe, chị nói em nghe, em không cần phải chỉ dạy ai nó ăn, chị nấu rất là ngon, em chỉ việc ngồi và thưởng thức thôi, em hiểu không? Mình chị anh nghĩ em luôn, đội chị chưa có ai hết, bây giờ em chỉ việc em ngồi em ăn thôi, chị nấu hết. Em thôi cầm rồi, cầm rồi. Ủa gì vậy? Chúng ta hãy nghe quyết định của bạn. Dạ, quyết định cuối cùng của em là em sẽ đòi cô Hồ Bích Trâm. Trời ơi, tôi phải đi sân rồi, tôi phải đi sân rồi. Em đang hát về người yêu dấu ơi. Đem tiếng cười bờ môi ai hay xa chốn đây, những giây phút ghi chặt tay nhau, những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu, mùi hương thân quen còn im trên bờ nâu. La 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 la, nói anh nghe về đại dương xanh.
tay nghe anh nghe bản tình ca em với anh, ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah yeah ha, la 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 la, you are my everything, la 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 la, you enough to be to me. Chào bạn, tiết mục rất dễ thương và một cô bé cũng rất là dễ thương đúng không? Bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, em tên là Phạm Tiểu Nhi. Năm nay em 21 tuổi. Em là sinh viên ngành y dược của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Anh rất là mừng luôn á, khi mà ba bạn này không, ba người khách mời không có bấm lại, chỉ có mình anh thôi, để cho em không có sự lựa chọn nào hết. Em rất là đáng yêu giống như anh vậy đó. Rồi cái chiều cao của em cũng giống chiều cao của anh vậy đó. Cho nên hai đứa mình đi chơi sẽ rất là vui. Xin chúc mừng em. Cảm ơn anh. Vậy thì trước khi đến với tiết mục thứ 7, chúng ta hãy đến với ít phút giải lao. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn ngày đi. Và trước khi đến với tiết mục thứ 7 thì xin mời 4 vị khách mời của chúng ta xoay ghế lại. Hân hoan chào đón đoàn Lô Tô Hẹn ngay đi với một nàng ca sĩ có 102, tức đoàn Lô Tô này chỉ có một đứa, không có đứa thứ hai. Nàng ca sĩ này có một trong ngôn sống rất độc và lạ, đó chính là: nếu đẹp là một cái tội thì cô nguyện tội suốt cả cuộc đời. Một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ Đan Thư. Lời nói đầu tiên cho phép Đan Thư xin được thay mặt cho đoàn Lô Tô gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả khán giả đang ngồi trong phòng ạ. Show gì đây? Show gì đây mời cô bác có vé giọng này trở lại đây nghe em kêu số. Show gì đa số gì ra? Đang lặng mà nghe tôi kêu còn cờ ra. Cờ ra con mấy còn xô gì đây, xô gì đây, xô gì đây. Trong ngôi nhà quang dường như có mà nó lú đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh, nó lú đầu ra làm em cái giật mình. Lần đầu em gặp đầu đinh nó thúi anh mà xịt dầu thơm. Ngày là ngày vừa qua đầu đinh nói với em thơm 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 thúi anh. Chào bạn. Dạ chào chị. Thì bây giờ mình hãy tự giới thiệu về mình đi, mình kêu Lô Tô quá giỏi rồi. Lời nói đầu tiên cho phép em được gọi cái tên đời thật, đời thường của em là Hồng Thiện. Tên em nói là tên thật. Ủa em là con trai hả? Lộ nguyên con chị không thấy. Lộ quá trời. Thôi nhìn em cứ tưởng em con gái mà cái giọng em cũng rất con gái luôn á. Cảm ơn chị, giọng thiệt của em là vậy. Giọng thiệt là vậy luôn. Dạ. Anh đang tìm kiếm những người như em. Dạ. Em hãy về với anh. Bây giờ thì mình hãy đưa ra cái lựa chọn của mình. Mình quyết định về đội của anh Don hay là Hồ Bích Trâm? Em xin quyết định chọn vào đội của anh Don Nguyễn. Xin mời. Thiệt luôn á. Em hãy lên tôi hỏi nè. Chọn về Don Nguyễn á thì nhìn Don Nguyễn tự nhiên nhìn tôi đắm đuối rồi. Cái chọn Đan Nguyễn là sao? Ý em là muốn xin lỗi chị. Dạ. Chúc chị may mắn lần sau. Annyeonghaseyo. Welcome to Korea. It's gonna be another day with the sunshine inside the night time away. 깨비주고 밤중 눈을 떴을 때 그대 미소가 나를 밤여요. 내버린 사탕 입 맞추고 사랑한다고 속삭였죠. 샤샤 이 사랑 날 당해
Trời công bằng quá, kiếm người cô bé hát hay và kiếm luôn Hồ Bích Dâm bù đắp cho nhau. Thôi thôi anh đừng đụng chạm tới con bạn à, không, em à, sorry em à, anh xin lỗi rồi nhưng mà... bây giờ em phải tự giới thiệu em là ai và đến từ đâu nè. Dạ em tên là Phạm Thị Cẩm Tú, năm nay em 22 tuổi, hiện tại em đang sống ở xứ sở Bò Tơ Củ Chi. Anh cứ tưởng là Củ Sâm thôi mà cứ gọi là Củ Chi hả em? Rồi và bây giờ em đã có một sự lựa chọn của bạn Hồ Bích Trâm. Vậy thì về dạy Bích Trâm về ngôn ngữ Hàn Quốc và dạy Bích Trâm hát tiếng Việt thật hay nha. Xin mời bạn. Hello em. Và chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với tiết mục tiếp theo. Tâm thân nhỏ bé đổ lên trường sinh nhiên đầu một góc 90 độ chào toàn thể 360.000 người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Cái đan của em là đan cá rơ. Lý do đan cá rơ là do ba em lúc trước là thất thích ca sĩ Đan Trường, đặt tên cho em là Đan Trường vì em đẹp trai giống Đan Trường, em hát hay rất giống Đan Trường. Nhưng một sự cố vô cùng buồn, đó chính là ông đặt tên khai sinh, ông đã đặt tên thêm chữ G vào, ta gọi là Đan Trường. Đang trường, đang lanh, đang lơ, đang lết, đang bò. Đó là tên đội của em trong khi trong lớp. Và hôm nay em đến với chương trình, em sẽ thực hiện một tiết mục ảo thuật. Các anh các chị ở đây đều đã biết là nuốt rắn, nuốt vô lam, nuốt mẹ chai. Và hôm nay các anh các chị sẽ chứng kiến một tiết mục, đó chính là nuốt cây ghế. Em sẽ chọn một trong bốn cây ghế này em nuốt. Nếu mà người nào không quay lại là em sẽ nuốt cái ghế của người đó. Mà không ngờ bốn anh bốn chị lại quay lại luôn. Em sẽ thực hiện nuốt cái khác, đó chính là nuốt lời. Tiếng một em đến đây kết thúc rồi. Em là nuốt ghế không được thì nuốt MC chứ không phải. Thật ra là em có biết là bốn vị khách mời của chúng ta ở dưới họ rất là nhanh nhẹn và lanh lợi, khi nghe em nói nuốt ghế một cái là bấm đều luôn, bốn người đều quay lại hết. Ừ em ơi, em đang làm gì, em bao nhiêu tuổi, vậy em ở đâu em? Dạ năm nay con 18 tuổi. Trời đất ơi con. Gia đình tôi hôm nay đã đầy đủ người, tôi chỉ ngồi chơi chẳng may cái ghế nó quay lại thôi, khỏi lựa chọn. Anh ơi cho em xin lỗi, vừa rồi là một sự cố vô cùng thú vị phải không các bạn? Em mới hỏi gì? Em vừa kêu anh á. Dạ. Gia đình anh bây giờ vẫn còn chỗ. Hiện tại em đang làm gì vậy em? Dạ em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Em là người miền miền Trung phải không? Miền Trung em hả? Nghe giọng là chị biết em người miền Trung rồi. Em người Bình Định ạ. Bình Định hả? Bà con hàng xóm với Quận Ngựa. Chị Quận Ngựa. Anh lại một lần nữa anh phải lại nhắc lại. Nếu mà em lựa chọn về đội Khả Như ấy thì lại vẫn có anh đồng hành, còn nếu mà về lựa chọn đội anh ấy thì vẫn có bà xã của anh đồng hành. Tóm lại là cứ về đội này và đội này thì em sẽ được cả hai, còn qua bên kia thì chả được gì cả. Chúc em vui. Bé, em học ngành gì? Dạ thưa chị là em học ngành diễn viên ạ. Diễn viên hả? Ừ nếu về với chị dạy lại tiếng nói sân khấu cho bé nha. Em ơi, tiếng nói sân khấu chị cũng từng học qua, và người miền Trung của mình á có những cái phát âm của những cái từ mà chỉ có chị người miền Trung chị đã từng sửa, chị mới sửa cho em được nha. Thuyết phục quá, em thuyết phục quá. Bây giờ em sẽ quyết định về đội của khách mời nào. Em xin chọn chị Khả Như. Cảm ơn em. Còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Ta một vết thương nhưng là xin lỗi, xin anh hết sợ. Thầy nói đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Em cũng rất anh sướng, em liền cứ tính em hiền, yêu em thường là miễn phí nhưng thanh toán bằng tiền sạch. Tiền sạch.
em sáng. Xin mời bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hoài Trung Chính và hiện em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Wow. Kinh tế Đối ngoại mời mình lại beatbox, không biết là bạn đam mê hay là bạn học hỏi từ ai hay là muốn chuyển cái hướng? Beatbox là cái bộ môn nghệ thuật mà em đã đam mê cách đây 7 năm rồi. Và em mà theo đuổi nó 7 năm, từ năm học lớp 8 tới bây giờ. Ý Đăng Nguyễn sao nè? Là trong đội của Don bây giờ là có hai bạn nữ, cho nên nếu bạn về nhóm của Don á, bạn là bạn nam duy nhất và bạn là điểm sáng chói nhất trong nhóm. Thôi Bích Trâm, ý em sao? Gu này là gu của em nè. Bữa nay em lên đây em ngồi đây em bánh bèo vậy thôi, chứ bình thường em rất là hip hop nha. Thôi nè, bây giờ mình sẽ nghe bạn chính đưa ra quyết định của mình. Em xin lựa chọn anh Don Nguyễn à. Don Nguyễn. Nối tiếp theo bước chân của Khả Như, anh Đông Nguyễn sẽ ngồi đó để mà thưởng thức chương trình. Ủa vui mà đúng không? Đủ người trời rồi. Trời ơi, đủ người rồi thôi. Đủ người rồi. Xin mời anh Vũ Hà và Hồ Bích Trâm xoay ghế lại. Úp mặt lại đi. Xin mời. Anh chị ơi, ủng hộ hủ tiếu giúp em với. Trời ơi, em đã ế rồi mà hủ tiếu còn ế hơn em là sao? Thôi, ngồi buồn hát chơi đi. Ôi trời đất ơi, em yêu ơi, yêu ơi cuồng dại, yêu ơi đến đến tận cả của em bằng đôi môi anh, bàn tay lã cho chảy xước nụ gái đơn đầu. Về đi anh, ngày dài cả hơn một mùa. Cài then em, những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Cài then em, cả những ngón tay chảy xước của em bằng anh. Hủ tiếu kim dệt tầm gai. Và bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Lê My. Em là người ở Bình Định. Và em được mọi người mệnh danh là Hot Girl Hủ Tiếu Gõ. Wow. Hot Girl là... Hủ Tiếu Gõ là em bán hủ tiếu gõ thật á hả? Dạ vâng, em phụ gì em bán hủ tiếu. À. Thì bây giờ em còn hai sự lựa chọn, đó là anh Vũ Hà và Hồ Bích Trâm. Em về đội với anh, anh sẽ dệt em nên không còn là hot girl bán hủ tiếu nà, mà sẽ trở thành hot girl đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe nà. Mọi người tập trung nghe Hồ Bích Trâm em tôi nè. Em chị của em bán hủ tiếu gõ ở đâu vậy? Nhà chị nè, cô chị nè, bác chị nè, chú chị nè, dòng họ chị là gia truyền ba đời hủ tiếu gõ nha em. Sài Gòn này á, rải rác khắp mọi nơi đều có xe hủ tiếu gõ của nhà chị cả. Sau này ví dụ em có thất nghiệp á, chị em mình mở một xe bán cũng được em, đúng không? Chị ủa sớm. Trâm ơi, sao mà có vấn đề vậy? Tự nhiên ta làm ca sĩ không làm rượu ta bán hủ tiếu gõ. Đang hoang mang nãy giờ đó. Ý của em là em định là dành hết tất cả những cái gì mà cực khổ để em làm, xong em lấy cái tiền đó để em đầu tư cho bé để trở thành một ca sĩ. Em ơi, chị cảm nhận được sự dối trá ở đó. Vậy thì bây giờ thì chỉ còn có hai sự lựa chọn, Lê My sẽ chọn về đội của khách mời nào? Dạ vâng ạ, thì em xin cảm ơn hai anh chị đã chọn em. Nhưng mà em thần tượng người này rất là lâu rồi. Chương trình của chúng ta chỉ còn một ứng cử viên cuối cùng thôi. Và chắc chắn ứng cử viên đó cũng sẽ thuộc về đội của Hồ Bích Trâm. Không sao Trâm ạ.
ứng cử viên cuối cùng biết đâu là một ứng cử viên sáng giá và biết đâu em sẽ thích người đó thì sao, đúng không? Bây giờ em không cần phải quay lại luôn đúng không? Cần phải quay lại để tạo sự bất ngờ cho mình. Tuyệt vời. Nó không có giai đoạn của em mà. Ủa, không có giai đoạn của em mà. Tại sao đâu mà phải quay lại đâu? Dễ thương vậy. Wow. Em phải quay lại để coi là Don. Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến chị Vuka có giọng hát ngọt ngào, cô giáo chuyên sâu Trịnh Thăng Bình, bốn anh chị đang có mặt và tất cả mọi người. Dạ, em tên là Lê Vũ Duy, năm nay em 23 tuổi và em đang là graphic designer, em đến từ Sóc Trăng. Duy Lê, bánh bia 7-Eleven Sóc Trăng. Rất là dễ thương. Mà không biết là em tạo hình một cô gái Nhật Bản vậy thì mình mất thời gian bao lâu? Dạ thật ra thì em đã đến phim trường từ 5 giờ chiều ngày hôm qua và make up tới bây giờ nó không trôi. Em cảm ơn các anh chị trong ekip, cảm ơn anh chị. Và khi mà nghe em trình diễn cái bài này thì chị nghĩ người em thích và muốn về lại là anh Đôn Nguyễn chứ đúng không? Thật ra thì khi mà em nghe được là anh Đôn Nguyễn xuất hiện chương trình này thì em cũng muốn nhắc lại một cái gì đó của anh Đôn Nguyễn. Thật sự là em đã hâm mộ anh Đôn Nguyễn mà từ 8 năm trước rồi chị, bây giờ thì không có nữa đâu. lý do là sao? Tại vì anh nó đủ người rồi. Cho anh hỏi câu thôi. Dạ. Em bị vậy lâu chưa? Dạ từ khi coi clip Vọng Cổ Gây Xa của anh đó. Là do anh Đôn Nguyễn mà ra đúng không? Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy đến với Hồ Bích Châu. Xin mời. Cảm ơn em. Và sau 12 tiết mục thì 4 vị khách mời chúng ta đã có đầy đủ thành viên trong đội của mình. Và trước khi đến với vòng 2 chương trình, xin được phép nghỉ giải lao cho Minh Phúc. Bốn khách mời đã tìm được cho mình những người bạn mới và không ai giống ai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, đòi hỏi sự nhanh nhạy, dí dỏm và có khi lầy lội trong cách ứng xử của các thí sinh. Để lựa chọn một món ăn thì là Nhi muốn ăn những món gì? Dạ, chua cay mặn đắng, tất cả để em đều muốn thử. Mỹ sao anh thích thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau khi trò chuyện, mỗi đội sẽ loại một ứng viên mà người nổi tiếng thấy không phù hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi nhanh đáp nhanh giữa 4 vị khách mời và 12 ứng viên ngày hôm nay. Xin mời. Đa Kỳ nè, tình yêu không có lỗi mà lỗi ở người bạn thân. Em nghĩ gì về câu này? Dạ em nghĩ câu này là hoàn toàn sai. Thì em nghĩ hai người đó đều có lỗi hết, chỉ có mình em là không có lỗi thôi. Wow. Giữa tình yêu và tình bạn thì em sẽ chọn điều gì? Dạ em sẽ chọn lựa cả hai, tại vì hai cái thứ đều quan trọng đối với em cả. Bây giờ với bạn hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nhất là được đi ăn ốc. Rồi bạn nghĩ độ tuổi kết hôn đẹp nhất là ở lứa tuổi nào? Dạ 29 tuổi rưỡi. Rồi cảm ơn bạn. Lúc mà đi chơi thì Nhi thích đến những nơi nào nhất? Dạ nơi này cũng được, miễn sao có anh đi chung. Có anh đi chung hả? Ok. Để lựa chọn một món ăn thì là Nhi muốn ăn những món gì? Dạ chua cay mặn đắng, tất cả để em đều muốn thử. Mỹ sao anh thích thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ăn xong rồi đột nhiên thì anh mới phát hiện ra là anh quên mang bóp thì Nhi phải làm sao? Dạ em sẽ chờ anh về lấy bóp đi sớm.
Nếu như mà Trâm không được giống như hồi nãy Trâm thể hiện, đó là Trâm sẽ nấu đồ ăn mà nọ, mà Trâm chỉ biết nấu mỗi món mì thôi, thì Tài nghĩ như thế nào? Dạ không sao hết, vì là các em nấu cho chị ăn rồi. Nếu như mà Tài nấu ăn giỏi như vậy á, thì Tài nấu cái món gì mà đặc biệt nhất để mà đãi cho chị Trâm? Dạ món sườn xào chua ngọt. Cái món này luôn à? Ủa gì? Người ta hỏi để người ta coi thử có được món nào khác không? Nếu cho em tranh luận một vấn đề gì đó thì em thích tranh luận về vấn đề gì đó nhất? Tình yêu. Và em ghét tranh luận nhất là điều gì? Tiền bạc. Nếu lần đầu tiên em hẹn hò với một đối phương và đối phương ấy đến trễ 30 phút thì em cảm thấy nó như thế nào? Khá là buồn. Đầu tiên đó là nếu như mà đi gặp Như thì bạn sẽ muốn đi đâu? Chỉ cần nơi nào chị thích thì em cũng thích. Nếu như chỉ có 100 ngàn thì mình sẽ ăn gì? Ăn món nào mà đủ trả đủ 100 ngàn. Nếu như chị không có chọn em là người cuối cùng thì em cảm thấy như nào? Rất là buồn. Rất là buồn hả? Rất là buồn luôn. Rất là buồn. Cảm ơn em. Chị ơi, giữa make up với lại đi hát lô tô thì em chọn ngành nào? Dạ, nếu mà được chọn trong một trong hai cái thì em sẽ chọn đi hát lô tô sau này, vì hát lô tô là đam mê của em. Em hay chơi Facebook không? Dạ có, em rất là chơi. Nếu một người nào đó mà comment chê em xấu hay là em kêu em hát lô tô không vui thì em làm gì với người đó? Dạ thì em sẽ không làm gì hết, em chỉ có nhấn nhẹ vô một cái nút là block thôi anh. Okay. Hello em. Chị thấy em rất là thích tiếng Hàn đúng không? Vậy bộ phim Hàn mà em thích nhất? Dạ, bộ phim Hàn là bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Thôi trời ơi, giống giống nhau đó. Em cảm thấy là tự tin gì về mình nhất? Em không tự tin. Em hát được tiếng Hàn, đó là một cái gọi là một cái ưu điểm của em rồi đó. Dạ nhưng mà em hát chưa được hay lắm. Nhưng mà em hát hay hơn chị là đủ rồi. My ơi, với cái danh xưng là hot girl hủ tiếu thì em có thích mọi người gọi em như vậy không? Dạ là em rất là thích ạ. Em sẽ làm gì khi biết người yêu cũ của em có người yêu mới? Dạ em sẽ chúc mừng và cảm thấy rất là vui vì đó là cái người yêu cũ rồi. Wow. Nếu cái người yêu cũ đó họ sẽ mời em đi đám cưới thì em phải làm sao? Dạ thì em sẽ mời anh đi cùng với em ạ. Chào em. Em là diễn viên. Vậy thần tượng của em là ai? Thưa chị, là thần tượng của em chính là Trường Giang, Hồi Linh. Khi mà em tham gia nghề diễn viên vậy nè, em có nghĩ là một ngày nào đó sáng thức dậy em nổi tiếng, em sẽ làm gì? Em chưa từng nghĩ đến chuyện nổi tiếng. Em chỉ biết học, biết đứng lên sân khấu và biết diễn bằng cái tâm. Cái tâm yêu ngờ, cái lửa trong người em nó cháy lên, em sẽ diễn mình. Em có thích chị không? Dạ, em coi nhiều clip chị với chị Buka, hai người nói chuyện lầy lầy. Lầy lầy. Nếu như bạn gái của em đói bụng thì em sẽ làm gì? Em sẽ mua đồ ăn cho bạn gái. Nếu bạn gái em than buồn thì em sẽ làm gì? Em sẽ buồn theo bạn gái của em luôn. Nếu như bạn gái bệnh em sẽ làm gì? Dạ đi mua thuốc. Dạ, nếu tất cả những gì nãy giờ anh hỏi em á mà đổi ngược lại không phải bạn gái là bạn trai, em có làm gì không? Dạ đương nhiên là có. Cảm ơn em. Không biết là nếu như mà đi chơi với Trâm mà với lại cái bộ dạng như thế này thì có dám không? Nếu mà chị dám thì em chắc sẵn sàng dám. Đương nhiên là chị sẽ dám rồi. Ok, vậy mình hẹn ngày nha. Giờ nếu như mà chị được về Sóc Trăng thì em sẽ đưa chị đi đâu? Chắc chắn là em sẽ đưa chị đến chùa chơi và ăn phở bún nước lèo ở quê em, rất là ngon. Em ngại chia sẻ với lại người khác về chuyện gì của riêng mình? Em nghĩ là em ngại chia sẻ với người khác về gia đình là một cái thứ gì đó rất là quan trọng và mọi người chúng ta thì cần phải giải quyết được cái vấn đề gia đình của mình, và em nghĩ là vấn đề gia đình là em không là vấn đề không bao giờ em chia sẻ với mọi người. Sau màn trò chuyện với các ứng viên của mình thì Thăng Bình nghĩ là bốn vị khách mời chúng ta cũng đã một phần nào hiểu hơn cũng như là có sự lựa chọn ứng viên đi tiếp của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội anh Vũ Hà trước. Xin mời các bạn. Bây giờ là anh phải lựa hai người và phải nói lời tạm biệt với một người. Cho nên là cho anh xin lỗi với Gia Kỳ vì anh thấy hai người còn lại phù hợp với cái dòng sao hơn. Chúc em có nhiều sức khỏe và nhiều điều tốt lành sẽ đến với em. Cả Như. Dạ. Sao em sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng rồi. Thì thế mời
các bạn ứng viên của đội Khả Như. Như cảm ơn các bạn vì đã chấp nhận cái lời mời của Như khi mà về đội của Như. Như xin được phép giữ lại người đầu tiên, đó là Đan Trường, Như sẽ giữ lại. Người thứ hai đó là Tiến Đạt. Dạ. Xin lỗi em Quỳnh Nga. Vậy thì chúc mừng Tiến Đạt và Đan Trường đã cùng Khả Như bước tiếp vào vòng 3 của chương trình. Xin mời hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quyết định khó khăn của đội Đôn Nguyễn. Đôn, cảm ơn ba bạn đã tham gia chương trình cũng như là chọn vào nhóm của Đôn. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Thực sự Đôn rất là may mắn khi mà ba bạn trong nhóm của Đôn đều mang ba màu sắc khác nhau. Tới vòng này rồi thì Đôn chỉ xin phép được chọn hai bạn có gần giống với cái màu của Đôn nhất. Đôn xin phải nói lời tạm biệt với lại bé Nhi. Vậy thì chúc mừng hai bạn đã cùng anh Đôn Nguyễn bước vào vòng 3 của chương trình. Xin mời hai bạn. Hồ Bích Trâm ơi, Hồ dạ. Bích Trâm. Dạ. Bây giờ xin phép được mời cái ứng viên đội em luôn được không? Thật ra thì Trâm cũng chọn ra được hai cái người có màu sắc cũng gần như là hợp với lại cá tính của mình. Thì chị xin lỗi Cẩm Tú nha. Và chị cho một lời khuyên cho em thôi là hồi nãy em không có được tự tin về mình cho lắm. Thì chị hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay em sẽ mạnh dạn hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn nha. Cảm ơn chị. Và chúc mừng hai bạn đã cùng Hồ Bích Trâm bước tiếp vào vòng 3 của chương trình. Xin mời hai bạn. Sau khi đến với những sự quyết định cũng như là suy nghĩ rất là đắn đo của bốn vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta đã kết thúc vòng 2 và bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 3 của chương trình. Nhưng trước khi bước đến vòng 3 thì xin mời các bạn đến với ít phút quảng cáo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn ngay đi. Các bạn đang đến với vòng 3 của Hẹn Ngay Đi. Trong vòng 3, mỗi đội sẽ có những thử thách khác nhau dựa trên những tiêu chí lựa chọn để bạn đồng hành của các khách mời. Đó có thể là những gói câu hỏi cùng nhau trả lời, hoặc là những trò chơi mà ở đó sự cảm nhận tính cách, cảm xúc, sự đồng điệu được thể hiện rõ nhất. Thương em không biết để đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Sau 3 vòng, các khách mời sẽ đưa ra quyết định ứng viên họ muốn cùng đồng hành là ai. Ở vòng chơi này, luật chơi ở đội anh Vũ Hà rất là đơn giản. Các bạn biết là thể thơ lục bát rồi đúng không? 6-8. Đối thơ, anh Vũ Hà sẽ đưa ra một câu thơ 6 chữ và các bạn phải đối lại một câu 8 chữ. Sẵn sàng chưa? Phải vần điệu đàng hoàng nha. Dạ sẵn sàng. Nếu sẵn sàng rồi thì xin mời anh Vũ Hà. Bây giờ anh sẽ đưa ra một câu trước với em ha. Ra đường gặp phải người thương, về nhà gặp phải đường mương đen xì. Người thương mương cũng được. Đúng được. Anh sẽ ra em một câu là thương em không biết để đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Dạ vâng. Được. Trời ơi cũng được. Mà trời ơi em ơi đừng có để ai lên đầu hết. Vâng ạ, cảm ơn một phần đối thơ rất là đặc biệt của đội anh Vũ Hà. Và cảm ơn đội anh rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trò chơi của đội Khả Như. Và ở vòng chơi này thì Khả Như sẽ hát một câu. Và cái chữ cuối của câu hát Khả Như thì là cái chữ đầu của câu hát các bạn. Các bạn có hiểu không? Hiểu. Rồi bây giờ bắt đầu. Xin mời Khả Như. Trời ơi căng lắm đó nha em. Tập trung nha, chị cũng phải tập trung á. Cả đời chị không có thuộc được bài nào trọn vẹn hết á. Giờ chị sẽ hát ai buông sáu câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi, ai gieo nhớ thương thương em. Em xin mời anh lớn tôi hát trước. Thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Qua. Qua em. Qua bao khó khăn, qua bao đắng cay, qua bao nỗi đau,
ta tìm được nhau. Hết rồi. Trời chị. Ơi, có rồi chứ đâu được giờ. Em mới xỉu thôi giờ. Nhưng mà em ơi, ví dụ em dừng cái chữ nào mà hát được đó. Ví dụ như chữ nhau rồi chị vô làm sao? Nhau. Nhau. Có bài nào mà từ đầu là từ nhau không? Nè, thần đồng âm nhạc Buka. Nhau, 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 ở nhau, nhau. Thả Như sẽ bắt đầu một bài mới nha. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Chữ A đầu đó anh. Ấy á, ấy. Ấy ơi, ấy à. Ấy ơi, ấy ơi, ấy à. Vậy rồi để hát nha. À, ấy ơi, ấy à. Ấy ơi, ấy ơi. Đây là bắt trước mà. Yeah, yeah. À, cũng A luôn đúng không anh? À. A là anh á. À, ơi, ơi, à, ơi, ơi, à, ơi. Đúng rồi, em cảm ơn mọi người, cảm ơn. Phần trò chơi của đội Thả Như đang đi vào bế tắc. Thật sự luôn đó, em cảm thấy như vậy là Như đã có sự chọn lựa của Như rồi. Như cảm ơn hai bạn đã hợp tác nha. Xin mời cả Như về chỗ và mời hai bạn vào phòng chờ. Với vòng chơi thứ ba này thì rất đơn giản. Luật chơi chỉ là Đôn Nguyễn sẽ diễn tả hành động của một nghề nghiệp. Và các bạn phải đoán đó là nghề nghiệp nào. Rồi, 1, 2, 3, nghề đầu tiên nào. Nhiếp ảnh. Rồi. Ngân hàng anh. Thu ngân. Rồi, nghề thứ ba nè. Công an giao thông. Cảnh sát. Công an tuần tra. Cơ động. Tổ trưởng dân phố. Bảo vệ. À. Rồi, nghề tiếp tục nè. Tiếp viên hàng không. Nghề cuối nha. Cảnh sát giao thông. Giữ xe. Giữ xe ô tô. Tài xế. Lơ xe. Hết rồi. Sau phần trò chơi của đội anh Đông Nguyễn thì đem lại rất là nhiều tiếng cười cho mọi người đúng không? Và bây giờ xin mời anh Đông Nguyễn về chỗ. Ở luật chơi của đội bạn Hồ Bích Trâm rất đơn giản. Chỉ cần các bạn hiểu ý nhau và các bạn có trí nhớ tốt hơn, Hồ Bích Trâm sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện. Ví dụ như Bình, hôm nay tôi mặc áo màu xanh. Thì tiếp theo bạn đó sẽ nói là hôm nay tôi mặc áo màu xanh, kế bên có một cô áo màu nude rất đẹp. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu. Bắt đầu ha. Hôm nay mình đi quay. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn. Trâm tiếp. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn. Nhưng vẫn thua Vũ Hà. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn. Nhưng vẫn thua Vũ Hà. Nhưng em thì đẹp nhất. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Nhưng Bích Trâm đẹp hơn. Nhưng lại thua Vũ Hà. Còn Bích Trâm mình nhưng cái đầu đà. Sai rồi. Không đúng rồi. Và một phần trò chơi rất là ngắn gọn, đơn giản đúng không? Qua như vậy thì hy vọng là Bích Trâm sẽ cảm nhận được ai sẽ là người hợp với mình hơn. Và xin mời Bích Trâm về chỗ và mời hai bạn vào phòng chờ để chúng ta chờ đợi kết quả. Đến vòng này thì ai cũng suy nghĩ, ai cũng đắn đo. Nhưng mà bắt buộc chúng ta cũng phải chọn lựa một bạn để cùng mình có một buổi trải nghiệm. Trước hết chúng ta sẽ đến với sự chọn lựa của đội anh Vũ Hà. Với câu hỏi là em thích người ta gọi em bằng hot girl hay không? Anh thấy là bởi vì em thích người ta gọi em như vậy cho nên anh xin đổi. Và chúc mừng bạn Đức Tuấn, hãy hẹn ngay đi với anh Vũ Hà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội Khả Như. Xin chào Tiến Đạt và Đan Trường. Và thật sự thì Như cảm ơn câu chuyện của Tiến Đạt đã mang đến cho Như cũng như là chương trình.
với sự thú vị. Và sau khi tìm hiểu rất lâu qua các vòng thì Như sẽ chọn cái người mà đúng với tiêu chí của chương trình, đó là phù hợp với mình nhất để có thể dễ dàng chia sẻ cũng như là đồng hành cho Như. Xin được phép chọn bạn Đan Trường, là tại vì em cùng nghề với chị và chị tin rằng nếu như mà hai chị em mình gặp nhau nói chuyện thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều người chúng ta quý, nhưng mà để đồng hành, để trải nghiệm cùng ấy, chắc chắn phải chọn cái người mà phù hợp với mình nhất. Chúc cho Tiến Đạt luôn luôn yêu đời, trẻ, khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng Đan Trường và Khả Như, hãy hẹn ngay đi. Cảm ơn em. Sau đây sự trả lời của hai ứng viên đội Đỗ Nguyễn. Ôi thực sự rất là khó luôn. Bạn Thiện thì bạn rất là linh hoạt trong cái suy nghĩ cũng như trong cái đầu óc của mình. Còn bạn Chính thì lại đầm hơn một chút xíu, nhưng mà ở bạn Chính là có một cái quan điểm rất là thoải mái. Bạn Thiện thì Don đã biết rồi, hồi nãy anh đã ngỏ lời là mời em vào một cái MV sắp tới của anh trong năm nay. Cho nên anh xin phép Thiện để cho anh có thời gian tìm hiểu hơn với bạn Chính. Còn bạn Chính hãy hẹn ngay đi với Đơn Nguyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội Hồ Bích Trâm. Thì cũng có sự tiếp xúc với nhau thì Trâm cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Và Trâm biết ai là cái người mà phù hợp với lại cái cá tính của Trâm nhất. Đối với lại Tấn Tài thì Trâm thấy được là Tài một người rất là hiền lành, rất là điềm đạm. Còn Bửu Duy thì là một người rất là hoạt bát, rất là lanh lẹ nữa. Và cái điều đặc biệt hơn là hồi nãy giờ Trâm chưa biết được cái mặt thật của Bửu Duy như thế nào. Và Trâm hy vọng là Trâm sẽ có một buổi hẹn hò để mà chúng ta trò chuyện và tìm hiểu nhiều hơn với lại Bửu Duy. Chúc mừng Bửu Duy. Đừng buồn nha. Sau 3 vòng chơi của chương trình thì 4 vị khách mời chúng ta cũng đã tìm được 4 người bạn ưng ý và phù hợp. Xin chúc mừng 4 bạn đã chiến thắng trong ngày hôm nay. Và cảm ơn 4 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã đến đây tham gia chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn ứng viên ngày hôm nay đã thể hiện tài năng của mình một cách rất là tuyệt vời, rất là thuyết phục. Chương trình Hẹn Ngay Đi được phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Và cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình. Sự yêu thương của quý vị khán giả sẽ là động lực để cho chương trình ngày càng tốt hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.